Facebook lỗi toàn cầu, người dùng không thể đăng nhập. Vào tối ngày 5 tháng 3, nhiều tài khoản Facebook ở Việt Nam gặp tình trạng bị đăng xuất hàng loạt, không thể đăng nhập trở lại dù nhập đúng mật khẩu. Theo India TV, mạng xã hội Facebook đang xảy ra sự cố ngừng hoạt động trên diện rộng vào tối ngày 5 tháng 3, khiến hàng triệu người dùng không thể truy cập vào tài khoản của mình. Nhiều người dùng trên toàn cầu đã báo cáo sự cố khi đăng nhập và yêu cầu thay đổi thông tin tài khoản Facebook của họ cũng theo India TV, không chỉ riêng Facebook, các mạng xã hội khác của tập đoàn Meta như Instagram hay WhatsApp cũng gặp tình trạng tương tự vào cùng thời điểm. Còn theo phản ánh của nhiều người dùng Facebook ở Việt Nam, tình trạng đăng xuất khỏi mạng xã hội này xuất hiện trên mọi thiết bị di động lẫn máy tính vào tối ngày 5 tháng 3. Nhiều người dùng thử đăng nhập trở lại tài khoản Facebook của mình đều không thành công dù đã nhập đúng mật khẩu. Cách đổi mật khẩu cũng không giúp người dùng đăng nhập trở lại Facebook. Việc đăng nhập Facebook thông qua các thiết bị khác nhau cũng không thành công, dù sử dụng điện thoại di động hay máy tính. Nhiều người dùng Việt Nam bắt đầu chuyển sang sử dụng ứng dụng nhắn tin Zalo khi liên lạc thông qua Facebook cũng như ứng dụng nhắn tin Messenger bị gián đoạn. Tuy nhiên, có thể vì mức độ truy cập tăng vọt vào cùng một thời điểm nên người dùng Zalo cũng báo cáo sự cố gián đoạn trong việc gửi tin nhắn trên ứng dụng này. Trên trang web báo lỗi các nền tảng downdetector.com, số lượng người dùng báo cáo lỗi tăng vọt thời điểm 22 giờ đa số người dùng đều báo cáo lỗi không thể đăng nhập các nền tảng của tập đoàn meta như facebook hay messenger